Toyota Veloz 2023 không chỉ đang được hỗ trợ là 100% lệ phí trước bạ, mà ở thời điểm này quý anh chị còn sẽ được hỗ trợ thêm là 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe, giảm thêm tiền mặt và tặng full phụ kiện theo xe. Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nguyễn Toàn Toyota, và em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Kính thưa quý anh chị, Toyota Veloz quý anh chị cũng đã biết rồi, ở thời điểm hiện tại đang được hỗ trợ lên đến là 100% lệ phí trước bạ. Nhưng mà mới đây Toyota vừa mới ban hành một cái chương trình khuyến mãi mới nữa, hấp dẫn hơn trước rất nhiều, là quý anh chị ngoài cái việc hỗ trợ thuế, quý anh chị sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe, kèm theo đó giảm thêm tiền mặt cho quý anh chị nữa, và tặng thêm một gói phụ kiện trang bị đầy đủ full option từ kênh Nguyễn Toàn Toyota dành cho mẫu Toyota Veloz 2023 nói chung. Kể cả hai phiên bản Toyota Veloz Road hay là Toyota Veloz Road Top đều được hỗ trợ gói chương trình khuyến mãi mà em vừa kể trên. Vậy thì sau khi mà áp dụng cái chương trình khuyến mãi đó, mẫu Toyota Veloz Road trước màn hình của quý anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tỉnh huyện như thế nào, thì ngày hôm nay em Toàn sẽ báo giá lăn bánh chi tiết lại cho quý anh chị tham khảo. Đối với phiên bản Toyota Veloz Road đang có mức giá bán là 658 triệu đồng. Vậy thì trước khi đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cho quý anh chị ở thời điểm gọi là cuối tháng 11 đầu tháng 12 này, xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với phần review mẫu Toyota Veloz Road này, rồi sau đó em Toàn sẽ báo giá lăn bánh chi tiết cho quý anh chị tham khảo. Xin mời quý anh chị. Toyota Veloz có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4m475, 1m750 và 1m7. Nếu so với Toyota Avanza cùng trung nền tảng, Veloz có kích thước nhỉnh hơn đôi chút. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Veloz đã có những cải tiến trẻ trung, cá tính hơn hẳn các đàn anh của mình. Tổng thể từ trước ra sau là một loạt các chi tiết vuốt nhọn, dập nổi, gân guốc, tương tự các thiết kế đang áp dụng trên các dòng SUV ăn khách hiện nay của nhà Toyota. Ở mặt ga lăng, xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt có hình lục giác chiếm tỷ lệ lớn so với các chi tiết khác ở phần đầu xe. Mặt bên trong của lưới tản nhiệt cũng được thiết kế các họa tiết 3D tạo nên nét hiện đại cho phần đầu xe. Phần cản vai trước của xe với thiết kế hình thang cùng các nan ngang và ốp bảo vệ khá cứng cáp. Ngoài ra, hốc đèn sương mù của Toyota Veloz nổi bật với một thiết kế viền mặt rơm vuông vức. Nắp capo của xe cũng có thiết kế khá hiện đại, cạnh dưới tiếp giáp với lưới tản nhiệt được mạ chrome tạo điểm nhấn, đồng thời có tác dụng nối liền hai cụm đèn pha khá tinh tế. Đèn cho tất cả các phiên bản Toyota Veloz sử dụng công nghệ LED cho hiệu quả ánh sáng cao hơn, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Đặc biệt, đèn báo rẽ LED dạng tia cũng là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Ngoài ra, tất cả các phiên bản Toyota Veloz cũng trang bị đèn sương mù halogen. Bên cạnh các chi tiết trên, cửa sổ có thiết kế rộng, đặc biệt là cửa sổ khu vực hàng ghế thứ ba có kích thước lớn cho tầm nhìn thoáng. Cụm cửa này còn vuốt dốc về phần đèn hậu tạo nên một thiết kế khá bắt mắt. Ngoài ra, một đường viền mạ chrome kéo dài từ đèn pha qua chân kính cửa sổ và vươn tới tận đèn hậu cho xe một điểm nhấn sang trọng, dù Toyota Veloz chỉ là một dòng xe phổ thông bình dân. Gương chiếu hậu có thiết kế gọn gàng, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Đuôi xe cũng có phong cách thiết kế tương tự các khu vực còn lại, có khá nhiều chi tiết sắp đặt theo thiết kế hình thang và dập nổi ở cửa sau. Đặc biệt, phần cản sau cũng được thiết kế cứng cáp và ốp bảo vệ tương tự phần cản trước. Ngoài ra, hai bên cản sau có hốc hình tam giác đặt dọc và hai đèn phản quang làm điểm nhấn, tạo nên sự đồng bộ với thiết kế đèn sương mù phía trước. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED với một đường viền nối liền hai đèn ở phía sau. Ngoài ra, đuôi xe cũng khá hiện đại với phần logo Toyota ở trung tâm của đường viền LED cùng với hiệu tên xe Veloz đặt trên viền biển số. Bước vào bên trong khoang lái, nội thất Toyota Veloz có nhiều nét sang trọng, trẻ trung với tông màu kem làm điểm nhấn. Ấn tượng kế đến là cụm vô lăng bọc da, điều chỉnh bốn hướng và có thiết kế ba chấu thể thao. Trên vô lăng có các nút điều khiển hình tròn cùng với viền sơn mạ bạc khá bắt mắt. Chính giữa hàng ghế trước, cụm cần số được thiết kế gần với chân ga của bản táp lô. Toyota Veloz sử dụng hộp số vô cấp nhưng vẫn có chế độ cộng trừ với các cấp giả lập, rất tiện lợi khi cần phanh động cơ hoặc thêm lực kéo khi đi đèo dốc cũng như khi vượt xe. Đặc biệt, xe trang bị phanh tay điện tử với chế độ giữ phanh tự động, khay điện thoại tích hợp chức năng sạc không dây chuẩn QI vượt trội nếu so với phân khúc hiện nay. Trung tâm giải trí của mẫu xe này chính là màn hình cảm ứng 9 inch. Mẫu xe này còn được sử dụng điều hòa tự động với giao diện hiển thị màn hình điện tử khá hiện đại. Ghế ngồi trên Toyota Veloz trang bị tiêu chuẩn bọc da pha nỉ, hàng ghế phía trước chỉnh tay cơ bản, trong khi hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60-40 và hàng ghế thứ ba gập phẳng theo tỷ lệ 50-50. Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nguyễn Toàn Toyota. Vừa rồi là phần review chi tiết mẫu Toyota Veloz 2023, phiên bản Toyota Veloz Road được bán với giá niêm yết là 658 triệu đồng. Thì không để quý anh chị chờ lâu hơn nữa, em sẽ đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mại của mẫu xe này. Với mức giá niêm yết 658 triệu đồng ở thời điểm hiện tại, để quý anh chị lăn bánh mẫu xe này cần phải có các chi phí như sau. Thứ nhất, thuế trước bạ hiện tại đang được miễn, cho nên là sẽ là 0%. Thứ hai, phí biển số Hồ Chí Minh 20 triệu, nếu anh chị ở tỉnh huyện sẽ là 1 triệu. Các chi phí bắt buộc cần phải có nữa như bảo hiểm dân sự, phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm, thì ba khoản chi phí nó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa.
Và sau khi mà em cộng hết tất cả các chi phí bắt buộc phải có, quý anh chị đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đang được hỗ trợ tặng là một gói bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm và đang được giảm thêm tiền mặt đối với mẫu xe này nữa, thì Toyota Veloz lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 668 triệu đồng. Và nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện với mức giá chỉ là 649 triệu đồng mà thôi. Với mức giá niêm yết 658 triệu đồng mà lăn bánh tỉnh huyện chỉ 649 triệu đồng. Đây là một mức giá lăn bánh trong mơ, từ trước tới giờ chưa có ở dòng Toyota Veloz này ở thời điểm gọi là cuối tháng 11 này. Những quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn sở hữu mẫu xe này thì nhanh tay liên hệ em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình để liên hệ, để tham khảo giá lăn bánh tại nơi mà quý anh chị ở, để chốt ngay cho mình những mẫu xe có mức giá lăn bánh cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm là cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này. Và chưa dừng ở đó, khi mà quý anh chị liên hệ em Toàn, ngoài việc hỗ trợ thuế và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe, quý anh chị còn sẽ được em Toàn hỗ trợ trang bị một gói phụ kiện trang bị full option cho mẫu xe này. Tùy theo mục đích sử dụng xe của quý anh chị là gì, gia đình thì em sẽ trang bị những món phụ kiện dành cho gia đình. Còn ví dụ như kinh doanh hay là chạy ráp, em sẽ trang bị những món phụ kiện kinh doanh chạy ráp và tặng thêm hộp đen cho quý anh chị nếu mà quý anh chị mua về với mục đích kinh doanh chạy ráp. Kèm theo đó, những anh chị khách hàng mua xe lăn bánh biển vàng, em Toàn sẽ hỗ trợ các thủ tục làm cho quý anh chị để đăng ký cho quý anh chị một cái tem hợp tác xã miễn phí hoàn toàn, hỗ trợ cho quý anh chị đăng ký ráp cho quý anh chị luôn. Nếu mà quý anh chị chưa rành về thủ tục là em Toàn sẽ hỗ trợ hết toàn bộ. Việc của quý anh chị chỉ cần nhấc máy lên liên hệ em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình. Còn mọi thứ về xe cộ, về thủ tục, mua xe như thế nào, đã có em Toàn hỗ trợ làm hết cho quý anh chị. Liên hệ em sẽ làm mọi thứ và để hỗ trợ hết mọi thứ cho quý anh chị luôn. Chỉ cần đến em mua xe và đem xe về. Và dành cho những quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua xe trả góp thì quý anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em với số tiền tối thiểu đâu đó là 132 triệu đồng là quý anh chị có thể sở hữu ngay mẫu xe này. Và hiện tại thì đang có hai gói lãi suất tùy theo chứng minh thu nhập của quý anh chị mà quý anh chị có thể lựa chọn. Gói thứ nhất thì hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay 1 năm cho quý anh chị với lãi suất mỗi tháng đâu đó là 0.75% một tháng. Còn gói thứ hai thì hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay cho quý anh chị với lãi suất mỗi tháng đâu đó là 0.8% một tháng. Cả hai gói trên thì quý anh chị đều có thể vay được lên đến là 8 năm và vay được tối đa là 80% giá trị xe. Và tất nhiên gói vay thứ hai cố định thời gian vay 8 năm thì chỉ hỗ trợ cho những anh chị khách hàng nào có thể sao kê lương chứng minh thu nhập qua hình thức sao kê ngân hàng. Còn nếu không thì quý anh chị có thể áp dụng gói vay đầu tiên. Và em tin chắc rằng cả hai gói vay đó đều là hai gói vay hỗ trợ tối ưu nhất dành cho quý anh chị ở thời điểm hiện tại rồi. Và hãy liên hệ em Toàn để em Toàn gửi cho quý anh chị về bản gốc chi tiết ngân hàng mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền để cho quý anh chị tham khảo cân đối. Nếu mà cảm thấy video clip này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video kế tiếp về cập nhật giá và chương trình khuyến mãi, cũng như là để ủng hộ cho em Toàn cũng như là ủng hộ kênh Nguyễn Toàn Toyota. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở một video kế tiếp.